Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được tổ chức theo yêu cầu của một số nước, trong đó có Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản và Anh, nước hiện là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an. Trước đó cùng ngày, Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM chạy bằng nhiên liệu rắn Hoang Sông 18 ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên hôm 12 tháng 7. Theo đó, tên lửa đã bay 1.001 km trong 4.491 giây và đạt đến độ cao tối đa 6.648 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông. Giới quan sát nhận định đây là thời gian bay lâu nhất trong số các vụ thử ICBM từ trước tới nay của Bình Nhưỡng. Nếu được bắn theo quỹ đạo tiêu chuẩn, tên lửa có thể bay hơn 15.000 km. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, nước này đã phóng ICBM để khẳng định năng lực và độ tin cậy của hệ thống vũ khí chiến lược mới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ áp dụng những biện pháp quân sự mạnh mẽ cho đến khi Hoa Kỳ từ bỏ chính sách thù địch với nước này. Triều Tiên đã phóng thử tên lửa Hoang Sông 17 vào tháng 3 năm 2023 và tên lửa Hoang Sông 18 vào tháng 4 năm 2023. Đây là những tên lửa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un mô tả là có thể cung cấp cho Triều Tiên phương tiện tấn công chiến lược mạnh mẽ và tăng cường năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong đó, Hoang Sông 18 là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, theo Bình Nhưỡng, khiến nó tiên tiến hơn nhiều và sẽ cho phép Triều Tiên tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân tầm xa nhanh hơn. Các chuyên gia đánh giá ICBM nhiên liệu rắn ổn định hơn và có thể di chuyển dễ dàng hơn để tránh bị phát hiện trước khi vụ phóng có thể bắt đầu chỉ trong vài phút, so với tên lửa nhiên liệu lỏng phải cần hàng giờ chuẩn bị trước khi phóng, tạo thời gian cho đối phương có thể phát hiện và vô hiệu hóa vũ khí. Vụ phóng mới nhất diễn ra sau những phàn nàn gay gắt từ phía Triều Tiên thời gian gần đây, cáo buộc máy bay do thám Hoa Kỳ vi phạm không phận trong các khu vực kinh tế của nước này. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích chuyến thăm gần đây của một tàu ngầm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ tới Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố sẽ có các bước đáp trả. Nhiều nước đã có phản ứng trước vụ phóng tên lửa ICBM thế hệ mới của Triều Tiên. Hoa Kỳ lên án hành động này vì đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và làm gia tăng căng thẳng không cần thiết cũng như nguy cơ gây bất ổn tình hình an ninh khu vực. Tổng thống Hàn Quốc đã chủ trì từ xa cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia khi ông đang tham dự hội nghị NATO tại Litva. Ngoài ra, lãnh đạo 4 nước gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand cũng có cuộc họp bên lề hội nghị NATO với tuyên bố chung phản đối hành động khiêu khích của Triều Tiên.